đây là một tiết mục đã được chính những thành viên trong đại gia đình huyết học chuyển máu Trung ương dày công luyện tập trong một thời gian rất dài. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và tất cả các bạn đang ngồi dưới hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón phần biểu diễn của các thành viên đến từ ban nhạc huyết học chuyển máu Trung ương với tiết mục Nhà Mình Rất Vui. Đây đều là những ca sĩ, những vũ công đã được tập luyện rất là kỹ lưỡng. Và ngày hôm nay chính họ, những người bạn của chúng ta hàng ngày, hôm nay sẽ lên sân khấu với một vai trò hoàn toàn khác. Nào, một tràng pháo tay lớn dành cho họ được không ạ? Vỗ tay theo điệu nhạc nhé quý vị ơi. Yeah. Vỗ tay nào là vỗ tay nào. Này này nào, hồng đèn đi cho ta. Ta làm mình nghe chiếc câu hoàng ca. Ta là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà. Nhà mình yêu thương sống vui và mùa. Nhà mình một mùa rộng vang câu ca. Ta là hồng đèn vui tươi hoàng ca. Ta là bài ca tổ thác trên mùa. Hạnh phúc hoàng đèn. Cảm ơn các vũ công.